Xin lưu ý, chuyến bay 2023 đã hạ cánh. Mặc dù trong nguyên quá trình bay chắc hẳn gặp ít nhiều nhiễu động của không khí hoặc thời tiết bất lợi nhiều nơi và nhiều thời điểm trong cả hành trình, tuy nhiên thì chúng ta cũng đã hạ cánh an toàn. Có thể hành lý của 2023 ít nhiều bị thất lạc đâu đó và không thể tìm lại được. Ký ức, kỷ niệm đau buồn hoặc những điều chưa thực hiện được, tuy nhiên chúng ta vẫn phải khởi hành một chuyến bay mới. Chuyến bay 2024 đã cất cánh. Mọi người nhớ mang hành lý vừa đủ. Những món hàng cấm thì không được mang theo, như là thất vọng, đau buồn, tiếc nuối. Mời các bạn ngồi yên, bật thẳng lưng ghế, cài dây an toàn. Hành lý xách tay mang theo là có giới hạn. Quý khách lưu ý lựa chọn thật kỹ, không ôm đồ nhiều để rồi bị quá tải. Giờ thì mời các bạn tận hưởng chuyến bay mang số hiệu 2024, hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn một hành trình thú vị. Cơ trưởng và phi hành đoàn sẽ cố gắng hết sức để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các bạn. Mong các bạn hợp tác. Nếu chuyến bay này bạn cảm thấy không vui thì chúng tôi rất tiếc, nhưng đó là lỗi của các bạn. Một lần nữa, phi hành đoàn chúc các bạn có một hành trình an lành và có nhiều trải nghiệm hạnh phúc. Đây là chuyến bay cấm hút, đau buồn. Máy bay có hệ thống cảm biến ở mọi nơi, kể cả trong toilet. Nếu phát hiện, bạn sẽ bị phạt và tịch thu. Thân ái.